me when I'm not young and beautiful. Please still love me when I'm not young and beautiful. Xin được chúc mừng Hoài Sa với ca khúc You're Beautiful, một trong những ca khúc mà đã được Lana Del Rey thể hiện rất nhiều lần đúng không ạ? Trời, em đứng kế bên em tắt điện luôn anh. Tắt điện luôn anh. Vừa cao nghe mà vừa đẹp mà còn mặt máy chiếu quá chiếu. Mà chưa kể là cái set hồi nãy là coi như rất là ma mị đúng không? Và có cảm tưởng như là một nàng tiên cá đang ngồi đó dưới ánh trăng, đang chờ đợi một cái điều gì đó. Thì không biết là bạn mong muốn cái điều gì sẽ xảy đến với mình? Thực ra thì hôm nay Sa trở thành một nàng tiên cá như thế này thì cũng có một lý do, bởi vì mọi người cũng biết đó, nàng tiên cá thì có được tình yêu của hoàng tử thì cô ấy đã phải đánh đổi giọng hát để lấy được đôi chân. Em cũng muốn nói là người chuyển giới, họ chính là những nàng tiên cá của thời đại thế kỷ 21. Họ hiện đại, họ không phải đánh đổi cơ thể của họ chỉ để có tình yêu, mà chính là họ muốn được sống là chính mình, muốn được tự do để tận hưởng cuộc sống của họ. Và em nghĩ là tình yêu thực sự tuyệt vời nhất khi mà nó được xuất phát từ sự tự nguyện và tự nhiên nhất, chứ không phải để đánh đổi gì cả.